Trường Giang bất ngờ ôm hôn Thủy Tiên và phản ứng gây sốc của cô Hoa hậu. Trong tập đầu tiên của chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi mùa 8, khán giả đã chứng kiến những màn đối đáp ấn tượng, khéo léo nhưng không kém phần hài hước giữa bốn nghệ sĩ là Hoa hậu Thủy Tiên, Phương Mỹ Chi, Duy Khương, Hà Việt Dũng cùng bốn vị trưởng phòng là nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Trường Giang, Lâm Vĩ Dạ và Mạc Văn Khoa. Đáng chú ý nhất là sự kết hợp bất ngờ giữa Hoa hậu Thủy Tiên cùng trưởng phòng Trường Giang. Nổi tiếng là vị trưởng phòng khó tính, luôn đưa ra những tình huống oái oăm cho khách mời, nên ngay từ khi cánh cửa mở ra, Thủy Tiên không giấu được sự dè dặt, hoang mang trên gương mặt. Để chào đón lần đầu tiên tham gia chương trình của Thủy Tiên, Trường Giang đã tạo nên tình huống khiến ai cũng phải dở khóc dở cười. Theo đó, Trường Giang vào vai một vị phó tổng giám đốc hạng sang, còn Thủy Tiên thì trở thành người tình bí mật của sếp tổng. Tuy nhiên, trước khi Trường Giang giới thiệu vai trò, Thủy Tiên không hề biết bản thân đang ở vị trí nào. Khi được Trường Giang yêu cầu cởi giày vì bây giờ mình về công ty rồi, không phải đối tác ngoại giao nữa, đi vậy nó bầm rồi nó sương mù lên. Thủy Tiên vẫn vô tư làm theo lời của sếp tổng. Nhưng lúc vừa ngẩng đầu, Trường Giang bỗng dưng hôn lên má của Thủy Tiên khiến nàng hậu bất ngờ đến mức trợn trừng mắt. Mặc dù chỉ là nụ hôn phớt qua nhưng vẫn khiến khán giả trường quay dần dần kinh ngạc. Mãi cho đến khi Trường Giang mang một bó hoa kỷ niệm ngày yêu nhau thì Thủy Tiên mới lấy lại bình tĩnh, ứng biến vô cùng khéo léo. Vậy sao không nói sớm? Dẫu biết rằng đây là tình tiết nhằm tăng phần hấp dẫn, bất ngờ cho câu chuyện trong chương trình, nhưng việc Trường Giang có hành động tiếp xúc thân mật với khách mời nữ vẫn khiến nhiều người lên án. Vốn dĩ đây không phải lần đầu tiên nam danh hài đối mặt với những lùm xùm dạng này. Trước đó cũng trong Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Trường Giang thường xuyên có hành động ôm ấp quá đà, thậm chí là hôn khách mời nữ mà đàn gái chẳng hề hay biết. Trong một tập của mùa 2, nam danh hài từng ôm chặt, hôn lên má Kim Tuyến để tạo tình huống bất ngờ cho nhân vật. Tuy nhiên khi chương trình lên sóng, nhiều ý kiến gay gắt cho rằng Trường Giang không nhất thiết phải ép Kim Tuyến ôm hôn quá nhiều dù cả hai diễn cảnh yêu nhau. Vân Trang cũng từng là người tiếp theo bị Trường Giang chủ động ôm chặt nhiều lần trong Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Nếu như những tình huống đầu, Vân Trang chỉ tỏ thái độ hơi ái ngại thì ở diễn biến sau cô chủ động né tránh việc gần gũi thái quá với nam danh hài. Chưa hết, trong tập 11 chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi mùa 2, Trường Giang giả gái để đóng cảnh khóa môi Cathy Uyên. Sau ngoài tình huống theo kịch bản dự kiến, nam danh hài còn chủ động đòi hôn thêm Cathy Uyên khiến cho người xem cảm thấy khó chịu. Có thời điểm, chương trình Ơn Giời bị nghi ngờ cắt bớt cảnh diễn lố của Trường Giang để không gây tranh cãi. Cụ thể, trong tập có Lan Trinh tham gia, tình huống Trường Giang đòi hôn được chuyển cảnh nhưng hình ảnh hậu trường thì nữ ca sĩ vẫn bị thơm vào má. Cách đây không lâu, Trường Giang cũng từng khiến dư luận bức xúc khi hàng loạt ảnh cũ của anh trong các game show bất ngờ bị đào xới lại. Theo đó, nam diễn viên bị cho là đã lợi dụng ôm hôn, thân mật quá đà với hầu hết đồng nghiệp nữ. Mặc kệ đối phương có đồng ý hay biết trước kịch bản hay không, mười khó vẫn vô tư ôm ấp, thậm chí thơm má, khóa môi họ trước ống kính máy quay. Hot girl Thủy Top cũng từng công khai thể hiện sự khó chịu trước hành động bất ngờ của đàn anh. Gương mặt hoang mang của tôi đã thể hiện tất cả, không cần nói thêm thì mọi người cũng tự hiểu, cô nói. Trong khi đó, Á hậu Phương Lê cũng tỏ thái độ gay gắt và mắng Trường Giang biến thái khi xem loạt ảnh của anh. Lý giải cho việc thường xuyên thân mật quá đà với nghệ sĩ nữ trên sân khấu, Trường Giang nói rằng tất cả là vì công việc. Tôi chẳng lợi dụng gì đâu, đó là tình huống bắt phải vậy. Chẳng hạn nếu đóng vai một ông vua quyền lực và sủng ái một hoàng hậu thì hai người chẳng có gì mà không hôn được. Được biết, Trường Giang cũng được xem là một trong những sao nam đào hoa nhất nhì showbiz Việt. Và bây giờ hãy cùng Hero Thanh cùng tìm hiểu xem những mối tình nào đã từng đi qua cuộc đời Trường Giang nhé. Ca sĩ người mẫu Quế Vân. Quế Vân là người đẹp mở đầu cho những lùm xùm tình ái của Trường Giang khi lên tiếng khẳng định từng trải qua những ngày tháng sâu đậm với nam danh hài. Đầu năm 2016, Quế Vân nhắc đến mối quan hệ với Trường Giang, cũng là thời điểm nam danh hài đã công khai hẹn hò Nhã Phương. Sau scandal, tình cảm này làm tốn nhiều giấy mực của báo chí, nhất là khi Quế Vân khẳng định Trường Giang lăng nhăng không rõ ràng yêu ai. Theo Quế Vân, Trường Giang nói với cô rằng yêu Nhã Phương chỉ là vì người hâm mộ. Cô cho biết, khi yêu tôi, Trường Giang không che đậy hay giấu giếm bất cứ điều gì. Giang rất quan tâm, ra đường nắm tay, ngồi ăn nắm tay, rồi tự nấu rất nhiều món gọi tôi tới ăn. Tôi thường xuyên được Trường Giang đút cho ăn từng miếng. Anh luôn hôn vào trán, vuốt tóc và nắm chặt tay. Cách Trường Giang luôn công khai tôi với bạn bè khiến tôi nghĩ không có Nhã Phương tồn tại trong mối tình này. Quế Vân còn viết tâm thư khi thấy Trường Giang và Nhã Phương sánh đôi tại lễ trao giải Mai Vàng. Có nhớ lúc mình đang vui vẻ, hạnh phúc rồi anh im lặng mất 3 ngày không cho em một lý do. Em đau, em chịu, em xác định mình sẽ không gặp lại nữa.
Theo linh tính, hai ngày sau MTV ra, bất ngờ thấy anh và cô ấy cầm tay nhau đến nhận giải Mai Vàng. Lúc đó anh cầm tay cô ấy, anh có thấy xấu hổ và hổ thẹn với em không? Tại sao anh không nói trước với em một lời để em đỡ đau, em rơi nước mắt vì anh đó? Để chứng minh mối quan hệ của mình và Trường Giang là thật, Quế Vân còn đăng thêm những đoạn nói chuyện tình cảm giữa hai người. Mặc dù không lộ mặt, nhưng nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra qua giọng nói rằng nam chính trong cuộc trò chuyện chính là Trường Giang. Ngoài ra, những đoạn tin nhắn thả thính của cây hài cũng được Quế Vân đăng tải. Sau này, Quế Vân vẫn thỉnh thoảng nhắc về người cũ, nói anh khéo miệng, có thể thề non hẹn biển với nhiều cô gái. Cô cho biết nam danh hài thường xuyên tán tỉnh các người đẹp ở phim trường, có người đã sẵn sàng tự tử vì anh, thậm chí Trường Giang mê gái đến mức còn để ý cả cô bạn thân xinh đẹp của Quế Vân. Hoa Khôi Nam Em. Giữa tháng 3 năm 2018, tại một sự kiện, Hoa Khôi Nam Em thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Trường Giang. Cô cho biết mình và Trường Giang có chuyện tình 30 ngày. Ngay giữa thời điểm Trường Giang vẫn đang là bạn trai của Nhã Phương, Nam Em tiết lộ, sau khi quay Ơn Rời Cậu Đây Rồi và Bảy Nụ Cười Xuân, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Theo Nam Em, Trường Giang là người chu đáo, biết cách chăm sóc, khiến cô siêu lòng, dù biết rằng khi đó anh và Nhã Phương đang yêu nhau. Thời điểm đó tôi có rất nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, từ chuyện tình cảm cho đến việc kinh doanh, anh Trường Giang quan tâm, nhắn tin thể hiện tình cảm và sau đó cả hai có mối quan hệ nhất định, nhưng tôi khẳng định giữa chúng tôi không có gì đi quá giới hạn, Nam Em nói. Thời điểm rung động với anh Giang, tôi nghĩ mình có thể chết vì anh ấy, đó là thứ tình cảm mà tôi không thể diễn tả được. Tình yêu luôn ở trên nốt thăng, chưa bao giờ đi xuống nốt giáng. Sáng nào ngủ dậy, ngày đầu tiên tôi nghĩ tới sẽ là anh Giang. Trước khi ngủ, người cuối cùng tôi muốn nghĩ tới cũng là anh. Cảm xúc đó với tôi tuy ngắn ngủi nhưng viên mãn. Tôi nói ra câu chuyện này để mọi người có thể hiểu rằng anh Giang quan trọng với tôi đến như thế nào. Người đẹp nói rõ hơn về chuyện tình của mình và Trường Giang. Kể lại những cảm xúc khi yêu Trường Giang, Nam Em chia sẻ. Thời điểm đó tôi có nghe phong thanh về việc anh Giang và Nhã Phương có trục trặc trong mối quan hệ. Tôi có hỏi anh, không khẳng định, nhưng anh nói với tôi rằng không ổn một chút nào, anh Giang ở trong tâm trí tôi quá nhiều. Tầm chiều khoảng 3 giờ tôi giống như lên cơn nghiện vậy đó, nhớ và muốn gặp anh khủng khiếp, tôi hình dung trong đầu anh là tất cả. Về phía Trường Giang, anh thẳng thắn thừa nhận với báo giới. Tôi có thích Nam Em, khi làm việc chung tôi thấy cô ấy rất dễ thương, thông minh, hài hước. Làm việc chung nghe cô ấy kể về gia đình có sự chia ly, nhiều chuyện khác nữa nên thấy thương, thích nhưng không có tình yêu. Tôi nghĩ Nam Em không phân biệt được tình cảm yêu thích và hy sinh vì tình yêu. Cũng mệt mỏi, nhưng Nam Em dường như có vấn đề gì đó về đầu óc, cô ấy không như người thường, có những việc cô ấy làm mình không hiểu được. Ngoài ra, nam diễn viên còn từng đe dọa Nam Em, nếu cô ấy đụng đến Nhã Phương thì cô ấy cũng không yên ổn đâu. Sau loạt ồn ào khi một bên khẳng định có tình cảm, phía còn lại thì ra sức phủ nhận, nhiều hình ảnh cho thấy Nam Em tiểu tụy trong bệnh viện. Khi ấy, quản lý của người đẹp xác nhận cô phải điều trị chứng rối loạn lưỡng cực sau chuỗi ngày đau khổ vì tình. Khi sức khỏe ổn định trở lại, Nam Em từng thừa nhận mình mắc bệnh thần kinh nhưng không phải dấu hiệu tâm thần như cách nhiều người nói về cô. Diễn viên Khánh My. Sau nhiều tháng giải quyết ồn ào với Nam Em, Trường Giang lại bị diễn viên Khánh My tố từng tán tỉnh mình. Tháng 5 năm 2018, cô chia sẻ với báo chí. Anh Giang có nhắn tin qua lại với tôi trong thời gian còn hẹn hò Nhã Phương, nhưng tôi từ chối thẳng vì tôi không cho phép mình là người thứ ba. Trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa cũng không nên như thế. Từ đó đến giờ, anh Giang luôn thừa nhận với mọi người rằng thích Khánh My. Tôi có hỏi anh Giang rằng, em thấy hình ảnh của anh với Phương rất hạnh phúc, hai người còn sắp cưới nhau nữa mà. Tôi hỏi thẳng anh ấy như thế, nhưng anh vẫn nhắn tin cưa cầm. Tuy nhiên, chân dài khẳng định mình không cố tình dựa hơi Trường Giang để nổi tiếng. Từ khi bước chân vào showbiz đến giờ, tôi đã đối mặt với rất nhiều tin đồn ác ý. Dẫu vậy, chuyện với Trường Giang, Nhã Phương làm tôi thấy buồn cười quá. Tôi không cần đu bám ai để nổi tiếng, tôi có những dự án của riêng mình và cũng không cần anh Giang hay bất kỳ ai giới thiệu show diễn để đi làm. Đừng nói rằng tôi ăn theo, không tự dưng tôi bịa đặt hay dựng chuyện cho ai đó được. Nhã Phương. Trong số tất cả những bóng hồng từng dính ồn ào tình cảm với Trường Giang, Nhã Phương là cô gái duy nhất có danh phận được nam danh hài chính thức nói yêu và bảo vệ trên truyền thông. Tin đồn về mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu từ cuối năm 2014 sau khi đóng chung phim 49 ngày. Thời điểm ấy, cả hai đều lên tiếng phủ nhận nghi vấn tình ái khiến ồn ào dần lắng xuống. Nhưng không lâu sau đó, khán giả bắt gặp cặp đôi thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, không ngần ngại đưa đón, ôm hôn thân mật. Dù Nhã Phương vẫn im lặng, nhưng Trường Giang đã thường xuyên đề cập ẩn ý đến người con gái mình yêu trên sóng truyền hình.
Tháng 1 năm 2018, Trường Giang gây sốc khi đột ngột cầu hôn Nhã Phương trong lễ trao giải Mai Vàng, truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia. Nữ diễn viên tuy tỏ ra bối rối nhưng vẫn quyết định nhận đính hôn. Nói về chuyện tình với nam danh hài, Nhã Phương từng cho biết cô và Trường Giang có xuất phát điểm giống nhau, cả hai đều từ cái nghèo đi lên, cùng là người đi làm gánh vác gia đình, nỗ lực hết mình với công việc nên dễ chia sẻ cảm thông. Trong quá trình trò chuyện, cặp đôi hiểu nhau nên yêu từ lúc nào không hay. Trải lòng về những lùm xùm tình ái liên quan đến Trường Giang, Nhã Phương nói: "Bản thân mình phải tin và cảm nhận bằng trái tim, thời điểm có scandal là thời điểm khủng hoảng nhất với mình từ khi làm nghề. Nhưng tôi nghĩ phải có sóng gió, có vấp ngã mới lớn lên, trưởng thành được, mới hiểu được giá trị thật sự của hạnh phúc. Mọi người cứ yêu đi, đừng sợ đau khổ." Đầu năm 2019, Nhã Phương lần đầu xác nhận mang thai và hạ sinh con gái không lâu sau đó. Cặp đôi đặt tên thân mật cho con là Destiny. Nhã Phương tiết lộ, ông xã rất bận rộn nên chủ yếu ủng hộ cô về mặt tinh thần trong cuộc sống hàng ngày, cả những việc ăn uống, tập thể hình. Anh là người lên thực đơn để Phương có thể ốm đi, đẹp da hơn. Nói chung, anh Giang rất tâm lý và không để mình lo lắng gì hết.